Cha Seung-won, ngôi sao Crazy Club, hình mẫu đại diện cho tài năng, sự nỗ lực và người đàn ông trách nhiệm nhất showbiz Hàn. Hiếm có một quý ông nào chạm ngưỡng 50 tuổi nhưng vẫn cân bằng được tên tuổi sự nghiệp cũng như phong độ lịch lãm như nam diễn viên Cha Seung-won. Từng vướng phải nhiều scandal về lối sống riêng tư trong quá khứ, thế nhưng cha vẫn luôn khiến người ta ngưỡng mộ với tài năng diễn xuất cùng một nhân cách đầy phẩm giá của một người đàn ông có trách nhiệm với mọi việc mình làm. Ông chú điển trai Cha Seung-won đã bước qua ngưỡng tuổi 50, cùng nhìn lại cuộc đời cũng như con đường sự nghiệp của một trong những gã đàn ông trung niên quyến rũ bậc nhất màn ảnh Hàn Quốc này. Ông chú 50, phong độ nhất nhì màn ảnh Hàn. Ở thời điểm hiện tại, chắc khó ai có thể vượt qua được danh hiệu ông chú 50, phong độ nhất màn ảnh Hàn của Cha Seung-won. Chỉ vài 3 năm nữa thôi, Cha Seung-won sẽ bước vào tuổi 50, nhưng có vẻ như quý ông này vẫn nhiều đàn em vẫn phải kính nể vì sự lịch lãm, từng trải và sự nghiệp đỉnh cao của mình. Ngay từ khi 17 tuổi, Cha Seung-won đã có xuất phát điểm trên sàn diễn nhờ vào thân hình 1m88 cùng khuôn mặt điển trai. Tuy nhiên, niềm đam mê diễn xuất đã tạo động lực giúp chàng trai ngày nào quyết định từ bỏ con đường học vấn tại Đại học Sikukwan, dù cho đó là một trong những ngôi trường hàng đầu tại Hàn Quốc. Sau khi thành công ở lĩnh vực người mẫu, Cha Seung-won tham gia thử vai cho một sitcom truyền hình mang tên New York Story. Trước năm 2000, Cha Seung-won đã tham gia khá nhiều bộ phim nhưng hầu như chưa có vai diễn nào thực sự thành công. Sau khoảng thời gian đầu vật lộn với vai trò người mẫu cùng những vai diễn nhỏ không mấy thành công, anh bắt đầu gây được sự chú ý với công chúng điện ảnh nhờ vào bộ phim Libera Me được ra mắt vào năm 2000. Tiếp đà phong độ ấy, mùa hè năm 2001, anh tham gia vào vai diễn trong bộ phim Kick the Moon của đạo diễn Kim Sang-jin. Tác phẩm nhanh chóng trở thành cú hit doanh thu khi bán ra đến 4,3 triệu vé, đồng thời đưa tên tuổi của Cha Seung-won bay cao và trở nên nổi tiếng khắp làng giải trí Hàn Quốc lúc bấy giờ. Sự nghiệp diễn xuất của Cha Seung-won kể từ đó trở nên thuận lợi, tuy nhiên xét cho cùng, nó không có nhiều đột phá. Mãi đến năm 2011, vai diễn trong bộ phim hài lãng mạn mang tên The Crazy Love đã thực sự khiến cái tên Cha Seung-won trở thành một ngôi sao hàng đầu và là hiện tượng lớn trong văn hóa đại chúng Hàn Quốc. Vô số hợp đồng thương mại cũng như giải thưởng điện ảnh cũng vì thế mà về tay anh kể từ đây. Mặc dù xuất phát từ nghề người mẫu sang diễn viên và chưa từng được đào tạo bài bản, nhưng sự nghiệp của Cha Seung-won là niềm mơ ước cho rất nhiều thế hệ đàn em. Nam diễn viên từng đạt giải Rồng Xanh cho tài năng diễn xuất của mình. Gần 30 năm trong làng nghệ thuật, Cha Seung-won chưa từng bị nghi ngờ về khả năng diễn xuất. Chấp nhận đổ vỡ, người cha có trách nhiệm với gia đình. Người ta nói rằng Cha Seung-won là một trường hợp lạ lùng ở làng giải trí Hàn, bởi trong đời sống riêng tư, Cha Seung-won từng phải đối mặt với một scandal tay đình, đó là nói dối. Nhưng kỳ lạ thay, sau khi scandal này bị phát hiện, người ta lại yêu thương Cha Seung-won nhiều hơn trước. Mặc dù sớm trở nên nổi tiếng, thế nhưng Cha Seung-won từng gặp nhiều khó khăn trong việc thuyết phục gia đình trước khi anh có thể kết hôn với Lee Seo-jin, cô gái hơn anh 4 tuổi và cũng là tình yêu lớn nhất đời anh. Sau khi chính thức trở thành vợ chồng, hai người sớm có với nhau cậu con trai đầu lòng, Cha Noah, khi đó Cha Seung-won chỉ mới 19 tuổi. Sau này, khi hai người yêu nhau, Lee Seo-jin đưa Cha Seung-won về ra mắt thì bị cha mẹ phản đối vì cho rằng con gái mình bị lợi dụng. Được biết, Lee Seo-jin là con gái của một gia đình giàu có và bản thân cô cũng là một nữ đại gia. Cho rằng Cha Seung-won chỉ là gã trai trẻ không tiền đồ, gia đình Lee Seo-jin cực lực phản đối. Vì quá yêu Cha Seung-won, Lee Seo-jin quyết định bỏ nhà đi với hai bàn tay trắng. Khi nhìn thấy người phụ nữ mình yêu từ bỏ giàu sang để chịu hy sinh thiệt thòi bên mình, Cha Seung-won đã nghĩ rằng mình sẽ phải nỗ lực đến 200% của người khác. Và vào năm 2003, đôi vợ chồng trẻ chào đón cô con gái thứ hai, cuộc sống hạnh phúc viên mãn của Cha Seung-won và Lee Seo-jin ngày ấy khiến nhiều người xúc động. Có lẽ người hâm mộ sẽ mãi nghĩ rằng Cha Seung-won kết hôn vào năm 19 tuổi, sẽ mãi nghĩ rằng anh có hai con, một trai, một gái, nếu như không có scandal của cậu con trai Cha Noah vào năm 2014. Năm 2014, Cha Noah bị bắt vì tội sử dụng cần sa và cáo buộc cưỡng hiếp một thiếu nữ 19 tuổi. Mặc dù rất thất vọng với hành động và sai lầm của con, nhưng Cha Seung-won đã không chối bỏ trách nhiệm khi con trai vướng vòng lao lý. Tài tử Cha Seung-won đã lên tiếng trên blog cá nhân: "Chào các bạn, tôi là Cha Seung-won. Với tư cách là người cha không dạy con cho tốt, tôi muốn nói lời xin lỗi từ trái tim mình. Gạt qua một bên những mâu thuẫn, cay vã giữa cha con, tôi cảm thấy rõ ràng một trách nhiệm về đạo đức và không thể nào giấu nổi những nỗi đau lòng. Tôi cúi đầu nhận lỗi với mọi người một lần nữa." Trong lúc đang giải quyết những vấn đề về pháp lý mà cậu con trai Cha Noah gây ra, Cha Seung-won bỗng trở thành tâm điểm của dư luận khi bị một người đàn ông lạ mặt tự nhận mình là cha ruột của Cha Noah. Theo lời người đó, anh ta chính là người tình trước đó của Lee Seo-jin và sau khi chia tay họ đã có với nhau một đứa con. Trên thực tế, Cha Seung-won đã luôn biết chuyện này, nhưng vì thương vợ và muốn bảo vệ danh dự cho vợ, Cha Seung-won buộc lòng phải nói dối trước công chúng về việc anh ta chính là cha ruột của Cha Noah. Thực tế, Cha Seung-won cưới Lee Seo-jin vào năm 1992, lúc đó vợ anh đã từng một lần đò và có một cậu con trai 3 tuổi. Việc Cha Seung-won yêu cầu vợ nói dối thời gian kết hôn trong cuốn tự truyện vì muốn bảo vệ vợ và con riêng.
Cha Seung Kwon cho biết, anh chưa từng một lần hối hận vì đã kết hôn vào năm 22 tuổi, cũng như nên duyên vợ chồng với một người phụ nữ từng có một đời chồng và con trai riêng. Và đến thời điểm hiện tại, khi scandal nổ ra, anh cũng không hối hận vì đã nói dối. Nam diễn viên cho biết, anh biết sức mạnh khủng khiếp của dư luận. Chỉ cần dư luận biết rằng vợ anh đã từng một lần kết hôn và có con riêng, họ sẽ liên tục nhắc đi nhắc lại và khiến những người thân của anh bị tổn thương. Chính vì thế, nam diễn viên quyết định nói dối để bảo vệ gia đình mình. Ngay sau khi biết được sự thật ấy, công chúng không những không chỉ trích Cha Seung Kwon, mà ngược lại còn tỏ ra kính trọng và nể phục trước cách cư xử mẫu mực và đậm chất quý ông của anh ta. Do hiểu được sức ép của dư luận, bản thân cha cũng từng thừa nhận anh đã quyết định nói dối để giữ lấy hạnh phúc gia đình, đồng thời giúp cho cậu con trai luôn cảm thấy thoải mái và không lo nghĩ về vấn đề thân phận. Hơn 25 năm trôi qua, Cha Seung Kwon luôn coi Noah là con trai ruột của mình và không hề nghĩ rằng cả hai không có chung dòng máu. Sợ con trai bị chê cười là con riêng, nam diễn viên lấy họ của mình là họ cho con trai và quyết định chôn chặt bí mật cho đến ngày bị hé lộ. Nam diễn viên từng tâm sự, anh bước vào nghề diễn viên đơn giản chỉ là vì gia đình. Tôi làm công việc này, diễn xuất. Tôi kiếm tiền là vì cuộc sống của gia đình yêu quý của mình. Mục tiêu của cuộc đời tôi không phải là thành công hay sự nổi tiếng. Tất nhiên là tôi muốn thành công hơn những người khác, vì thành công sẽ giúp tôi mang lại được cho những người tôi yêu thương những điều tốt đẹp nhất. Câu chuyện của Cha Seung Kwon đã khiến nhiều người rung động một cách thật sự, nhiều người ngưỡng mộ tình yêu và lời nói dối ấy đầy phẩm giá của một người đàn ông. Ngày nay, hãy nhắc đến Cha Seung Kwon, người ta sẽ nghĩ ngay đến một hình mẫu đàn ông đại diện cho tài năng, sự nỗ lực và tận tâm với công việc, cũng như cách ứng xử đầy tinh tế và rất đàn ông trong việc giữ lửa hạnh phúc gia đình.